Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Guiding Gun Sliver. Thì những cái bạn thẩm du thì sẽ không lạ lắm gì về cái khẩu này, vì khẩu này thì chuyên thẩm du rồi. Yếu gì khăn săn được khẩu này đâu. Khẩu này với khẩu MG3 các thứ thì thẩm du quá là tuyệt vời. Rồi, lên đây thẩm du đây. Úi dồi ôi, đâu ra thế? Rồi, what the fuck man? Chơi kỳ cục thế, chưa kịp thẩm du mà bị biến zombie rồi. Đây, con hàng là gì đây? Tuy nhiên có bút chạy nhanh này, bút chạy nhanh mà không đi cao. Úi dồi, thằng này máu trâu thế, này thì trâu, kiếm cận chiến chơi này thì ngáo này. Úi dồi, nó chạy nhanh quá rồi. Úi dồi, làm gì vãi. Đỉnh mệnh cái thằng này. Thằng này không không nhìn à? Này mắt chắc để đằng trước rồi. Đằng sau nó không nhìn. Rồi, mắt để đằng trước. Làm gì đây em này? Rồi không có hút đâu. Chưa ra tính năng hút nhá. Từ từ khi nào ra tính năng hút để mới hút nhá. Chứ tự dưng này hút lại chết đấy. Rồi, hôm nay sao zombie nó hơi bị lệch lạc thế nhỉ? Có thằng nào nấp đâu không này? Mình nghi là giả vờ ngáo để rồi. Rồi 3Z bắn hay thế, cover như thần à, KS như thần chứ, cover đích gì. Đến cái đoạn gần chết mà ăn thì không phải là cover đâu. Rồi khẩu này thì chúng ta phải sấy thôi, bắt buộc mà là thế rồi. Sấy rồi còn khó nữa, khẩu này sấy cái tâm nó rất là khó điều chỉnh nha. Rồi có hero thì quá tuyệt vời rồi. Bắn cái khẩu đấy thả cầm lục này bắn còn phê hơn. Khẩu đấy sấy từ xa nó không có sướng, nó không có sướng tay. Rồi làm gì đây em này, qua thì làm được gì, qua đi cứ qua đi, không được đâu. Rồi rồi chết luôn rồi, tơ nó chết luôn rồi. Rồi còn mỗi mình thôi, làm gì đây em này, bạn cứ đùa, bạn tính bay qua đây ư? Khó lắm đấy. Rồi đi xuống đây, các bạn muốn làm gì? Chơi chế độ này rất là vui, đó là nhiều bút. Rồi thế khổ thế chứ gì, hết giờ chưa trôn được thằng nào, kêu được thằng nào. Rồi nói chung là từ lúc nãy thì như mình giết được tơ, thế là tuyệt vời rồi. Chắc mình sẽ thẩm du chỗ này, đừng qua đây. Qua đây là mình không thẩm du đây đâu. Úi dồi. Thôi mình không tự tin vì đứng chỗ đó làm gì, đứng chỗ bên này hay. Úi dồi, hay bị biến tơ lắm. Úi dồi, chạy nhanh thế. Bút level 3 chạy nhanh luôn ạ. À, kinh vãi. Trời ơi, bút kiểu gì bút hay thế. Buồn cười vãi. Bút level 3 chạy nhanh luôn. Các bạn có thể xem cấp bút của mình ở phía trên, ở bên giữa màn hình nha. Hiện tại thì mình đang được bút chạy nhanh và ở level thứ 3. Rồi, chạy như thế này thì đúng là cầm Gatling cũng có thể chạy nhanh được. Úi dồi, kinh thế. Tự dưng, úi dồi. Vai thật. Trời, tính móc lốp này, móc lốp thẩm du này. Rồi khẩu này thì cứ nhè vào đầu thì kiểu gì cũng dễ giết thôi. Thẩm du đúng là từ hồi chơi zombie đến giờ mình rất ít khi thẩm du chỗ này, không biết là tại sao nhưng mình rất ít khi, vì cái chỗ này mình không không thích lắm, không thích lắm. Úi dồi, làm gì bạn cứ đùa, biến luôn. Rồi làm gì, làm gì em ơi, làm gì em ơi. Úi dồi. Rồi làm được gì, vãi thật. Cường thì nó móc kìa, thánh móc lốp đây rồi, nó móc hay quá. Vãi, móc hay quá mà chết rồi, chết rồi. Làm gì, làm gì, làm gì được nhau rồi. Đồng thế, đồng thế, mình có bút chạy nhanh. Úi dồi, vãi, thánh chặn đường này thì chặn đường rồi. Không làm được gì đâu.
Úi dồi, hay thế. Có bút level 3 chạy nhanh rồi thì bố thằng nào mà đuổi kịp. Bố thằng nào đuổi kịp. Thích luôn. Thích solo chạy luôn. Rồi, làm gì? 3-4 thằng luôn, kill thế này mới phê này. Mới phê này. Chết đi là vừa. Úi dồi, thằng mấy thằng này trầu máu thế. Đồng quá, đồng quá. Đồng như thế này thì không có kill mới lạ đấy. Đồng như thế này, úi dồi. Hết giờ rồi. Bắn nãy giờ đéo giết được thằng nào. Nhục vãi. Rồi. Trận này cố kiếm nhiều nhiều kill tí. Không kiểu gì cũng mất top như chơi. Và mấy hôm nay nó cho khẩu cắm ẩm khăn máu, khẩu shotgun VIP ấy. Rồi đừng qua đây làm gì, đứng một mình nó vui hơn. Úi dồi. Vãi thật. Cạn lời. Đâu rồi, rồi. Mất phương hướng luôn rồi. Này thì, này thì khát máu này. Này thì úi dồi. Ngu người. Cái tội Thẩm Du. Cầm khẩu đó Thẩm Du. Đây 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 đây. Lại mấy thằng Thẩm Du. Rồi. Chết đi là vừa. Cứ đùa với cương thi à. Bây giờ thì mình cảm giác là cương thi nó bá hơn rất là nhiều. Rồi. Này thì úi dồi. Cạn lời. Không biết nói gì hơn. Bây giờ cương thi chơi nó phê phết các bạn ạ. Úi dồi ôi, nhảy cao thế. Đùa. Sao con này nhảy cao thế. Vãi. Cho con bút thêm. Bút nhiều quá thì thằng cương thi này rất là ngon này. Rồi. Cứ cào đi. Vì đời thêm đẹp. À vì đời còn. Còn đẹp. Còn dài. Chứ chết nhầm. Đừng còn dài. Mình sẽ đợi hồi máu tí. Đâu rồi thằng kia đâu rồi. Thằng Thẩm Du. Nó thẩm chỗ nào hay thế. Đúng rồi đi theo tơ. Tơ sẽ là mồi nhữ. Rồi đâu rồi tơ. Tơ đâu rồi. What the fuck. Tơ làm cái gì vậy. Tơ không phát hiện ra. Bố thằng nào phát hiện được. Trời ơi. Cạn lời thằng tơ. Mày đùa tao à. Rồi để trên này, trên này, trên này. Rồi đỡ xuống đi. Đâu rồi. Úi dồi ôi, ra đây rồi, nhìn thế. Chắc thằng này có bút chạy nhanh rồi. Này thì bút, bút cho lắm vào. Thằng này không có bút chạy nhanh này. Không có xoay dưới chân là không có bút chạy nhanh. Rồi, úi dồi ôi, vào đây thì chết. Rồi, thôi xong. Cào nó mấy phát, nó đánh một phát là chết rồi. Rồi, mất top rồi. Thôi xong, trận này mình phải... kiếm nhiều kill vào và cố gắng được cầm hero, nếu không thì mất top là chuyện như chơi, không phải là chuyện đùa đâu. Đây không phải là chuyện để đùa. Rồi đừng biến nhá. Rồi giời ơi mày thế quá may. Rồi mấy thanh niên hay nấp trong đấy biến hero kìa. Nấp trong đấy làm gì. Rồi chạy thôi bạn, xuống thì mình chạy thôi. Không dám đứng nhây đâu. Rồi úi dồi. Tơ kìa. Nhìn tơ ghê vãi. Hiếp người quá đáng. Này thì hiếp người quá đáng. Rồi làm gì. Làm gì lên đây. Bạn cứ đùa. Úi dồi đúng lúc thay đàn. Vơ lờ. Vơ lờ. Úi dồi. Vãi thật. Đình mệnh. Mày vãi. Rồi rồi rồi. Có thằng đuổi phía sau. Chạy nhanh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đâu thế này. Rồi, biến luôn rồi, ok. Hoài vãi, không phải chết rồi. Rồi, từ từ em ấy, chết rồi. Đéo thoát được. Rồi, 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 đâu rồi, đâu rồi. Úi dồi ôi, tơ kìa. Thằng tơ bị ngáo rồi. Mày vãi. Mày vãi. Rồi, giết nó đi. Giết nó đi. Rồi, làm gì. Mình thoát rồi. Úi dồi ôi, chết rồi. Chết bà rồi, trời ơi. Rồi. Đi luôn rồi. Rồi vẫn top rồi. Top là bình thường. Mày vãi không mất top rồi ạ. Rồi mình sẽ cào chết nó đi. Rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì like và share clip của mình nhé. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Và đừng quên nữa là comment những ý kiến của bạn vào bên dưới clip của mình. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.